Bà Thứ trưởng Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam Hồ Thị Kim Thoa đang chờ bị xem xét kỷ luật vì điều tra cho thấy có rất nhiều trò ma mảnh nhằm vung vén tài sản công thành của bà. Báo chí trong nước đưa tin là Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm thứ Hai ngày 3 tháng 7 năm 2017 kết luận là bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương của chế độ Hà Nội đã có vi phạm trong cổ phần hóa công ty cổ phần bóng đèn điện quang kê khai tài sản thu nhập không đúng Trước khi được đôn lên làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, thì bà Hồ Thị Kiểm Thoa từng là bí thư đảng ủy, giám đốc công ty bóng đèn Điện Quang, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang, từ tháng Giêng năm 2004 đến tháng 5 năm 2010. Hồi tháng 2 vừa qua, sau khi thấy báo chí ồn ào về tài sản lên đến 700 tỷ đồng của bà Thoa và gia đình, đang nắm giữ chiếm 35% cổ phần của công ty Điện Quang sau khi công ty quốc doanh này được cổ phần hóa, thì ông tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh cho 7 cơ quan khác nhau từ đảng đến chính quyền cùng tham gia để xác minh những cáo buộc. ôm ờ, một tài sản lớn nhưng khi phải kê khai tài sản theo luật lệ ứng định, thì bà Thoa trong một thời gian dài đã nhiều lần kê khai tài sản thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản thu nhập, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.